Xin chào mọi người. Trong video hôm nay em xin phép giới thiệu đến mọi người là co 45 độ, một trong những cái phụ kiện của chân kinh nhựa Fidus. Bên ngoài thùng á, không chỉ ghi những thông tin như là mã hàng, số lượng, nhà sản xuất. Hiện tại thì bên nhà sản xuất á, còn đính kèm bên ngoài thùng cái hình ảnh để khi mà bên em giao hàng á, mọi người dễ check hàng, dễ biết là bên trong là cái mã hàng nào. Bây giờ thì em sẽ phép mở cái thùng ra để mọi người tham khảo bên trong. Hiện tại là bên nhà sản xuất sẽ đóng gói cho chúng ta là một thùng như vậy là sẽ 10 co 45 độ ạ. Đây là co 100, size 100 nha. Hai cái lỗ này á, khi mà mình thi công á, mình sẽ lắp đặt hai vít này đến trên tường. Và bên trong của phụ kiện này thì nhà sản xuất đã đính kèm cho chúng ta là một cái ống vít để bắt tại vị trí này. Đây là size 100 nha. Cái phụ kiện này á không chỉ có size 100 mà sẽ có là size 80 và size 120. Đây là size 80 ạ. Đây là một size 120. Ở phía sau video á, em sẽ kèm thêm những hình ảnh mà thực tế lắp đặt cái co 45 độ này. Thì mọi người xem đến cuối video để tham khảo những hình ảnh thực tế nha. Em cảm ơn ạ.